Việt Nam nằm trên đường hàng hải quốc tế với nhiều cảng biển lớn như là Cái Lân, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn. Hoạt động thông thương đường biển ngày một phát triển, nhưng đi kèm với đó thì mỗi năm nước ta cũng phải đón nhận một lượng lớn phế liệu được vận chuyển theo đường hàng hóa. Và đến nay thì những thiệt hại về kinh tế và môi trường là điều mà Việt Nam đang phải gánh chịu khi tại các cảng biển hàng nghìn container rác thải bị tồn đọng mà chưa thể có biện pháp xử lý. Cảng Đình Vũ hiện có hơn 620 container tồn đọng. Trong đó có những container có thời gian nằm tại cảng lên đến gần chục năm. Theo đơn vị chức năng, chưa tính chi phí di chuyển, nâng hạ, nếu chỉ tính tiền thuê bến bãi thì cứ mỗi một container 40 feet nằm tại bãi một ngày mất khoảng 20.000 đồng. Thì mỗi năm, số tiền mà đơn vị này chịu thiệt với lượng hàng hóa tồn đọng lên đến hàng chục tỷ đồng. Con số này nếu nhân với hơn 5.000 container tồn đọng tại các cảng biển của cả nước trong vòng nhiều năm thì số tiền thất thoát đã lên tới hàng trăm tỷ đồng. Chưa kể, cũng theo tính toán của đơn vị quản lý cảng biển Đình Vũ, lượng container tồn đọng hiện đang chiếm 11% diện tích xếp hàng của cảng. Tại Hải Phòng, hiện có khoảng gần chục cảng container nằm dọc bờ sông Cấm. Tại các cảng đều có container tồn đọng. Như vậy, nếu không kiểm soát, theo thời gian, lượng hàng hóa phế thải tồn đọng sẽ chiếm hết bến bãi giao thương xuất nhập khẩu các cảng ở Hải Phòng. Nè đây thì nếu như cứ thêm hàng mỗi tháng thêm một vài chục công nữa thì cũng có thể đến 1-2.000 công. Với cái thiết kế của bãi cảng chỉ xếp được khoảng 11.000 tiêu container thì chúng tôi sẽ hết cái chỗ để khai thác cảng. Theo quy định, hàng hóa là phế liệu khi nhập khẩu vào Việt Nam đều phải đáp ứng các quy định về môi trường. Trước hết là phải được làm sạch từ nước xuất khẩu. Tuy nhiên, trong hầu hết các container phế liệu khi mở ra đều ở trong tình trạng cáu bẩn, thậm chí còn chứa các loại chất thải độc hại. Các container này thực tế đang gây ô nhiễm môi trường tại các cảng biển của Việt Nam. Với những cái mặt hàng đây thì nó cũng là những mặt hàng nó chủ yếu là hàng đồ cũ thu gom từ nước ngoài vào. Thì trong quá trình lưu công lưu bãi ở đây thì nói chung là nó cũng bị ảnh hưởng. Lắng mưa nó sẽ làm gây hỏng công, mục công, rồi là hàng hóa là bên trong là các chất phế thải nó sẽ gặp nước mưa, nó cũng chảy ra môi trường, nó cũng ảnh hưởng đến cái môi trường xung quanh này và cái môi trường cảng biển này. Theo các chuyên gia môi trường, những quy định trong việc quản lý hàng hóa tạm nhập tái xuất trước đây là một trong những nguyên nhân chính gây nên thực trạng tồn đọng hàng hóa phế thải. Tuy nhiên, nhiều trường hợp là do các chủ hàng của Việt Nam cố tình nhập phế thải về để khai thác, bóc tách linh kiện từ thiết bị điện tử đã qua sử dụng. Được ăn cả, ngã về không, nếu chẳng may bị cơ quan chức năng phát hiện thì họ bỏ của chạy lấy người. Chất thải nguy hại cũng từ đó mà thâm nhập vào trong nước. Vì là xử lý rất tốn kém, cho nên là người ta rất là thoải mái trong cái chuyện này. Và cái bên nhận là không những là và trong cái trường hợp thế thì rất có thể là bên nhận là không những là cái chi phí vận chuyển mà ngay cả có thể một số cái chi phí thêm nào đó. Nếu mà chúng ta không làm kiểm soát một cách tốt cái này thì như vậy là cái vấn đề mà nhập phế liệu, những dưới dạng nhập phế liệu để đưa chất thải vào là nó cũng có cái nguy cơ rất là cao. Khi mà một số doanh nghiệp tại các nước phát triển đang tìm mọi cách để tránh tốn kém trong việc xử lý chất thải, thậm chí đẩy thẳng sang các nước đang phát triển, thì tại Việt Nam, phế liệu vẫn tiếp tục được nhập về. Điều này chẳng khác nào rước họa vào thân, sớm muộn cũng biến Việt Nam thành bãi rác thải công nghiệp của thế giới.